Chào các bạn nha, chào mừng các bạn đến với kênh của mình nha. Các bạn mà đến với kênh của mình nha. Này anh em mình mới hái cà xong nha các bạn. Cá năm nay hai muộn nha mọi người. Đây, hái sạch. Bao này hơn 70 cân, không biết vác nổi nữa không. Chào mọi người nha. Quay lại. Đây các bạn, bao rất là nặng. Nào cái mặt đi. Còn hơn 50 bao nữa. Chắc tới tối mới hết. Được tầm không? Tầm 70 bao thôi. Lăng cơ, nè, lật cái nền này. Giờ cầu view anh họ. Mò đấy. Lưỡi là một mò. 30 bao một mò. Ok. Lật. Lật con nha. Này anh em mình mang hai chiếc xe luôn. Một xe thì sắp đầy rồi. Tơ rượu rồi. Anh em một ngày rất là vất vả. Bây giờ anh em cũng vác xong rồi, anh em lên đường. Nè. Đây. Cái đường này tiến chắc phải tới đấy các bạn. Chỗ này chắc phải tới rồi. Xe cũng có cầu. Máy này
xe đằng sau nhé. Thôi giờ lún quá mày kêu cáp tắt hạt rồi nè nơi dập đạp chặt lên. Nhầm loại tay rồi này.
tại đây thôi.